Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, 24 tháng 5 năm 2021, Laden xin gửi đến quý vị một số thông tin chính như sau. Thông tin thứ nhất, tình hình thất nghiệp ở tiểu bang California vào tháng 4 như thế nào? Theo báo cáo của EDD, số lượng công việc làm tăng giảm ra sao? Và điều này có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của tiểu bang California? Thông tin thứ hai, tại sao EDD không gọi phỏng vấn quý vị như đã hẹn? Quý vị cần phải làm gì sau đó? Thông tin thứ ba, tiểu bang West Virginia tặng thưởng cho những người cư dân của tiểu bang đã chích ngừa xong COVID-19. Giải thưởng là bao nhiêu? Làm cách nào để nhận được giải thưởng này? Thông tin thứ tư, thêm một tiểu bang dự định tặng thưởng cho những người đi làm trở lại. Và thông tin thứ năm, tiểu bang Louisiana sẽ cắt $300 tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang hay không? Sau đây là phần thông tin thứ nhất. Báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang California trong tháng 4 ra sao? Theo EDD, tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang California trong tháng 4 năm 2021 vẫn giữ ở mức 8.3%, bằng với tháng 3 năm 2021 cũng là 8.3%, và thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 năm 2020 hầu như là phân nửa. Ở tháng 4 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang California là 16%. Đến cùng kỳ một năm sau, tức là tháng 4 năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8.3%. Còn về số lượng các công việc làm, so sánh vào tháng 4 năm 2020, California có khoảng 14.946.100 công việc làm. Đến tháng 3 năm 2021, số lượng công việc làm ở tiểu bang California tăng lên 16.146.400 công việc làm. Và đến cuối tháng 4 năm 2021, số lượng công việc làm của California là 16.248.200 công việc làm. Tức là sau một năm, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, tiểu bang California đã tăng lên được 1.302.100 công việc mới. Điều này cho thấy số lượng công việc làm và tình hình kinh tế của tiểu bang California đang trên đà hồi phục và phát triển trở lại. Và đây đúng là một dấu hiệu đáng mừng, phải không quý vị? Thông tin thứ hai có liên quan đến việc EDD hẹn gọi phỏng vấn một số quý vị. Nhưng khi đến giờ hẹn, quý vị vẫn không nhận được cuộc gọi điện thoại nào từ EDD. Tại sao? Và quý vị cần phải làm gì tiếp theo? Quý vị thân mến, theo như EDD thông báo, nếu EDD hẹn gọi điện thoại cho quý vị để phỏng vấn, nhưng đến giờ hẹn, EDD không gọi, tức là EDD đã xác minh được tính đủ điều kiện của hồ sơ của quý vị. Hoặc EDD đã giải quyết được vấn đề đó, cho nên EDD không cần gọi điện thoại để hỏi thêm thông tin từ quý vị nữa. Lê Đinh xin mời quý vị xem nội dung của một tweet được EDD đăng tải vào ngày 22 tháng 5 năm 2021 về vấn đề này. Nội dung của tweet này như sau. Nếu như quý vị không nhận được điện thoại từ EDD, có thể là do chúng tôi đã xác minh được tính đủ điều kiện hoặc đã giải quyết được vấn đề. Quý vị hãy kiểm tra những cập nhật ở payment status của quý vị. Những cuộc phỏng vấn đã bị hủy bỏ sẽ không hiển thị trong UI online nữa. Tức là nếu EDD không gọi điện thoại phỏng vấn quý vị giống như đã hẹn, bởi vì EDD đã tìm được câu trả lời cho trường hợp của quý vị, họ đã giải quyết xong trường hợp của quý vị. Việc quý vị cần làm tiếp theo là hãy vào trong UI online của mình, kiểm tra ở phần Payment Status để xem những cập nhật mới nhất từ EDD. Ngoài ra, nếu như cuộc phỏng vấn của quý vị đã bị hủy bỏ, tức là EDD đã cancel cuộc phỏng vấn đó, thì quý vị sẽ thấy trong UI online của mình không còn hiện ngày và giờ của cuộc phỏng vấn đó nữa. Thông tin thứ ba là thông tin có liên quan đến tiền thưởng của chính phủ tiểu bang West Virginia dành cho những người cư dân của tiểu bang mình đã chích ngừa xong COVID-19. Chương trình này có tên là BIT-588-BAD nhằm giảm số lượng người dân ở West Virginia chưa chích ngừa vaccine COVID-19 xuống thấp hơn con số 588.000 người.
giải thưởng sẽ là $100 gift card hoặc là $100 savings bond cho những người cư dân của tiểu bang có độ tuổi là 16 đến 35 tuổi. Nếu như quý vị đã chích xong 2 liều của vaccine COVID-19 Pfizer hoặc Moderna hay là 1 liều của vaccine Johnson & Johnson. Lê Đinh sẽ để sẵn một đường link ở phần description của video này. Trong trường hợp quý vị là cư dân của West Virginia đã chích ngừa xong COVID-19 và quan tâm đến chương trình này, quý vị hãy nhấn vào đường link đó để đăng ký nhé. Tiếp theo là thông tin thứ tư của ngày hôm nay. Một số nhà lập pháp ở tiểu bang North Carolina đang muốn dùng những giải thưởng tiền mặt để khuyến khích người dân đi làm trở lại. Đề xuất này đưa ra những giải thưởng có trị giá là $1,500 cho những người nào trở lại làm việc trong đợt đầu tiên và $800 cho những ai trở lại làm việc trong đợt thứ hai. Theo đề xuất này, đợt đầu tiên sẽ là những quý vị nào trở lại làm việc trước ngày 1 tháng 6 và đợt thứ hai sẽ là những người trở lại làm việc trước ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, thời hạn này có thể sẽ thay đổi khi luật được ký. Người trở lại làm việc sẽ được nhận phân nửa tiền thưởng sau khi làm việc được 20 đến 30 ngày và sẽ nhận được nửa còn lại sau khi làm việc được 60 ngày. Các nhà lập pháp đưa ra đề xuất này còn đề nghị các trợ cấp thất nghiệp đối với những người từ chối công việc hoặc bỏ qua những cuộc phỏng vấn việc làm và yêu cầu người nhận thất nghiệp phải bắt đầu tìm kiếm việc làm và khai báo những công việc này với sở thất nghiệp tiểu bang. Theo đề xuất này, người thất nghiệp ở tiểu bang Bắc Carolina sẽ phải tìm 3 công việc mỗi tuần. Nếu như có nơi nào gọi để phỏng vấn việc làm, thì người thất nghiệp phải trả lời trong vòng 48 tiếng đồng hồ và phải đến các buổi hẹn phỏng vấn khi được gọi. Quý vị thân mến, trước tình hình nhiều tiểu bang cắt các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang, thì cũng có một số tiểu bang khác đưa ra những giải thưởng để khuyến khích người thất nghiệp trở lại làm việc và đồng thời đưa ra những quy luật khắt khe hơn đối với những người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp, thí dụ như yêu cầu phải tìm kiếm việc làm hàng tuần và báo cáo với sở thất nghiệp nếu như từ chối trở lại làm việc với những lý do mà sở thất nghiệp cho là không chính đáng hoặc không xuất hiện tại những buổi phỏng vấn việc làm, thì tiền thất nghiệp có thể sẽ bị cắt. Thông tin thứ 5 mà Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị trong video ngày hôm nay có liên quan đến tiểu bang Louisiana. Liệu thống đốc của tiểu bang Louisiana có cắt $300 tiền trợ cấp thất nghiệp như các vị thống đốc ở 22 tiểu bang khác hay không? Vào hôm thứ Tư tuần rồi, 10 nhóm doanh nghiệp đại diện cho các nhà thầu, nhà bán lẻ, trạm xăng, nhà hàng, các công ty xây dựng nhà cửa, các cửa hàng tiện lợi và những nhóm khác của tiểu bang Louisiana đã viết một lá thư gửi cho thống đốc của tiểu bang nói rằng số tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang đã cản trở các nỗ lực của những người chủ lao động trong việc thuê mướn công nhân. Bức thư này được ký bởi Hiệp hội Doanh nghiệp và Công nghiệp Louisiana cho biết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động đang cản trở sự phục hồi của nền kinh tế tiểu bang và kêu gọi thống đốc của tiểu bang Louisiana hãy làm giống như thống đốc của những tiểu bang khác trong việc cắt giảm các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối bởi thống đốc của tiểu bang. Ông cho biết, số tiền $300 trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ liên bang sẽ không sớm bị cắt. Và ông muốn một nhà kinh tế học hãy nghiên cứu về vấn đề này trước thay vì vội vàng đưa ra quyết định. Ông nói, ông không muốn rút ngắn các lợi ích sẽ hết hạn vào tháng 9 mà không có nghiên cứu từ nhà nước về những tác động của nó có thể gây ra. Do đó, ông đã chỉ thị cho Ủy viên Lực lượng Lao động hãy yêu cầu một nhà kinh tế học nhanh chóng nghiên cứu việc này. Như vậy, những quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Louisiana cũng yên tâm phần nào vì trợ cấp thất nghiệp của mình sẽ không bị cắt trước tháng 9 năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần còn lại của video này, Lê Đinh xin được phép tóm tắt những phần chính của video ngày hôm nay như sau. Phần 1. Tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang California theo báo cáo vào tháng 4 vẫn giữ ở mức 8.3% so với tháng 3 và giảm 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng công việc được tạo ra trong tháng 4 năm 2021 là 16.248.200 công việc, nhiều hơn 101.800 công việc so với tháng 3 năm 2021 và nhiều hơn 1.302.100 công việc
so với tháng 4 năm 2020. Điều này chứng tỏ nền kinh tế của tiểu bang California đang trên đà hồi phục và phát triển trở lại. Thông tin thứ hai, nếu như EDD không gọi phỏng vấn quý vị như đã hẹn, thì đó là do EDD đã giải quyết xong hồ sơ của quý vị hoặc đã tìm ra được những thông tin mà EDD cần tìm. Do đó, quý vị không cần phải gọi lại cho EDD mà chỉ cần vào trong UI online của mình kiểm tra phần Payment Status để xem những cập nhật mới nhất của EDD. Một khi những cuộc hẹn phỏng vấn của quý vị với EDD được hủy bỏ, quý vị sẽ không thấy status của cuộc hẹn này hiển thị ở trong UI online của mình nữa. Thông tin thứ ba, tiểu bang West Virginia tặng thưởng $100 gift card hoặc là $100 tiền saving bond cho những cư dân của tiểu bang đã chích ngừa xong COVID-19. Nếu quý vị là cư dân của tiểu bang West Virginia đã chích ngừa xong các mũi COVID-19, quý vị hãy nhấn vào đường link mà Lê Đinh để ở phần description để quý vị có thể đăng ký và để được hướng dẫn cách nào nhận được những phần thưởng này. Thông tin thứ tư, các nhà lập pháp ở tiểu bang North Carolina đưa ra đề xuất tặng thưởng cho những người trở lại làm việc trước tháng 6 năm 2021 là $1,500 và trước tháng 7 năm 2021 là $800. Ngoài ra, đề xuất cũng yêu cầu những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp để giữ cho tiền thất nghiệp không bị cắt, phải tìm 3 công việc làm mỗi tuần. Nếu được gọi hẹn phỏng vấn thì phải trả lời trong vòng 48 tiếng đồng hồ và không được bỏ qua các cuộc phỏng vấn việc làm. Và cuối cùng là thông tin từ thống đốc của tiểu bang Louisiana cho biết ông sẽ không cắt $300 tiền trợ cấp thất nghiệp như những tiểu bang khác mà ra lệnh cho một chuyên viên về kinh tế nghiên cứu vấn đề này. Và ông nói đó sẽ là điều mà chúng tôi sẽ rất cân nhắc, đó không phải là điều chúng tôi sẽ làm sớm. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích, xin quý vị nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Lê Đinh nhé. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.